Ngày của mẹ năm nay đúng vào dịp cuối tuần Chủ nhật 8 tháng 5 2016, hòa trong không khí trân trọng và lắng sâu của mọi gia đình, mọi tấm lòng dành cho ngày của mẹ, Sensorio đã khởi động chương trình đặc biệt với chủ đề Tình mẹ. Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống Sensorio toàn quốc, chỉ trong 2 ngày duy nhất, ngày 7 và 8 tháng 5 2016, với nhiều quà tặng trị giá bằng tiền rất hấp dẫn dành cho quý khách hàng thân thiết như sau: tặng 50% giá trị khi đơn hàng lớn hơn 30 triệu, tặng 40% giá trị khi đơn hàng lớn hơn 20 triệu, tặng 30% giá trị khi đơn hàng lớn hơn 10 triệu, tặng 20% giá trị khi đơn hàng lớn hơn 5 triệu. Đây là một tin vui có ý nghĩa biểu dương nghĩa cử cao quý của mọi người con dành cho mẹ, hay những người chồng dành cho người vợ thân yêu sau bao nhiêu năm gói áp vai kề đã sinh dưỡng những đứa con khôn ngoan và nỗ lực chăm lo hạnh phúc của tổ ấm gia đình. Là thương hiệu thời trang dành riêng cho quý bà, Sensorio không thể quên đi ngày của mẹ, thấu hiểu những băn khoăn của nhiều đối tượng về món quà dành cho ngày của mẹ. Đội ngũ thiết kế đã chuẩn bị những bộ sưu tập đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, đặc biệt phù hợp với gu thẩm mỹ của phụ nữ ở độ tuổi đã và đang làm mẹ. Với chương trình Tình mẹ năm 2016, Sensorio mong muốn cùng mọi người thể hiện tốt nhất và ý nghĩa nhất tinh thần kỷ niệm một ngày thiêng liêng, ngày của mẹ. Ngày của mẹ là dịp để hàng triệu người con trên khắp thế giới bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến người phụ nữ tốt nhất trên cõi đời này, người mẹ. Chọn quà gì cho mẹ? Những chiếc đầm dài hay cốc treo với chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, kiểu dáng đơn giản, sang trọng, thanh lịch, không hề kén chọn tuổi tác và thành phần trong xã hội. Bộ sưu tập thời trang mang tên Tình mẹ với trên hàng trăm mẫu cho chủ đề For Lady Mother Day là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mẹ của bạn ở độ tuổi nào, 40, 50, 60 hay hơn thế nữa, vẫn không phải lo ngại vì Sensorio Fashion đã sẵn sàng nhiều mẫu sản phẩm đẹp, phù hợp và thân thiện về giá cả. Trong ngày Mother Day năm nay, những người con, người chồng hãy đưa mẹ và vợ của mình đến với các showroom Sensorio trên khắp mọi miền đất nước để tha hồ lựa chọn những bộ cánh đẹp nhất cho ngày có ý nghĩa thiêng liêng này. Tình mẹ, quà tặng ấm áp cho ngày của mẹ của Sensorio Fashion.